Một lít nước mắt. Kito Aza. Mẹ ơi, con không đi được nữa rồi. Trẻ em 8 tháng biết ngồi, 10 tháng biết bò, được hơn 1 tuổi là biết đi. Mình thì đang biết đi, bỗng chuyển sang bò. Giờ gần như là ngồi cả ngày, cứ như mình bị thoái hóa vậy. Đến một ngày nào đó, không chừng mình sẽ phải nằm bẹp giường. Có lẽ không sớm thì muộn, chuyện đó cũng sẽ xảy ra. Một năm trước đây, mình vẫn có thể đứng, nói chuyện và cười. Nhưng giờ đây, chẳng thể đi lại được nữa. Dù có nghiến răng, cau mày hay đá chân cũng vô dụng. Mẹ ơi, con không đi được nữa rồi. Dù cố níu tay vào đâu đi nữa, con cũng không thể đứng dậy nổi. Mình nén nước mắt, viết như vậy vào tờ giấy nhỏ, hé mở cửa phòng và đưa cho mẹ. Mình vội vàng khép cửa, để mẹ không thấy mặt mình. Chắc chắn mình sẽ càng đau đớn hơn khi thấy khuôn mặt mẹ. Mình bò đến bên nhà vệ sinh cách đó 3 mét. Hành lang lạnh cống, thoạt tiên, lòng bàn chân mình còn mềm mềm. Nhưng dần dần, đầu gối và lòng bàn tay lẫn bàn chân đều trở nên cứng đờ. Bò như thế này mình chẳng thể chịu nổi. Nhưng còn cách nào khác nữa đâu, vì đó là cách duy nhất để mình có thể di chuyển. Mình có cảm giác ai đó sau lưng. Mình quay đầu lại, thấy mẹ đang lặng lặng bò sát ở phía sau. Mẹ chẳng nói gì, nước mắt nghẹn ngào rơi xuống sàn nhà. Những cảm xúc vẫn đang kìm nén bỗng dưng tuôn trào. Mình khóc òa lên thành tiếng. Cứ khóc đi con. Mẹ ôm chặt mình vào lòng. Đầu gối mẹ ướt nước mắt của mình, còn mái tóc mình thì ướt nước mắt của mẹ. Aya, mẹ biết con đang rất đau khổ, nhưng hãy cố lên. Aya, lúc nào mẹ cũng ở bên con. Người con lạnh hết rồi đây này, mình về phòng thôi. Mẹ đủ khỏe để ẵm con. Cho dù có động đất hay hỏa hoạn, mẹ cũng sẽ ở cạnh, đừng lo gì cả. Hãy an tâm ngủ ngon. Aya của mẹ, đừng nghĩ ngợi gì lung tung. Mẹ nói rồi ẵm mình về phòng. Mình giờ đã thành một đứa chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc. Có một phức cảm thấp kém đang lớn lên trong đầu mình. Có lẽ đó là kết quả của sự tàn nhẫn. Nhưng ít ra mình vẫn đang sống. Mình phải hít thở và tiếp tục sống. Bởi mình không thể chết. Chẳng có cách nào khác. Thật đáng sợ. Nếu cứ khóc thì những nếp nhăn trên mặt và trên mắt sẽ khiến khuôn mặt mình xấu xí. Để cải thiện cái sự xấu xí đó, mỗi khi nhìn vào gương, mình lại nhe răng cười toe toét. Dẫu lúc đó chẳng có chuyện gì vui, mình cũng cười. Hãy sống. Mình muốn hít thở thật sâu dưới bầu trời xanh. Làn gió thoảng hương bạc hà mơ man đôi gò má. Những tán mây màu trắng phản chiếu qua ánh mắt. Mình đã mơ về khoảnh khắc tuyệt vời này. Ước gì có thể bay lên trời cao vợi. Mình sẽ được áo lông chim bao bọc. Nó chẳng bận tâm dẫu mình xấu xí. Tha thiết tin mình là người có ích. Giờ mình nên hướng về nơi đâu? Trước giờ chỉ biết khóc một mình với mỗi cuốn sổ tay làm bạn. Lời giải đáp nó không thể cho mình, nhưng hễ viết ra, tâm trạng mình nhẹ nhõm. Mình đang thỉnh cầu một bàn tay giúp đỡ, nhưng chưa bao giờ bàn tay ấy xuất hiện. Giọng mình mất hút trong bóng đêm mù mịt. Chỉ còn mỗi tiếng thở phào vang lại. Để tiến hóa từ khi thành người phải mất một khoảng thời gian vô cùng dài. Nhưng quá trình thoái hóa sao lại diễn ra nhanh đến thế?